Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, thăng trầm trong quan hệ Mỹ-Trung từ mấy năm nay đã gắn chặt với diễn biến của vấn đề Biển Đông. Mấy tháng trước, do nước Mỹ tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống, hai nước ít có va chạm xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên gần đây, sau khi ông Trump chính thức nhậm chức, căng thẳng hai nước về Biển Đông lại đang có dấu hiệu gia tăng vì một lời phát ngôn. Hôm mùng 3 tháng 2, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên đã đặt câu hỏi rằng một cố vấn của Tổng thống Trump năm ngoái từng nói rằng ông ta tin tưởng trong 5 đến 10 năm nữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ xảy ra chiến tranh ở Biển Đông. Đối với quan điểm này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá như thế nào? Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi và Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền hàng hải cùng lãnh thổ và lợi ích ở Biển Đông. Câu trả lời của người phát ngôn Ngoại giao Trung Quốc là không mới so với nhiều tuyên bố khác của Trung Quốc từ trước đến nay về Biển Đông. Dĩ nhiên từ phía các nước khác, nếu được hỏi về Biển Đông, người phát ngôn ngoại giao cũng sẽ trả lời như vậy. Đó là câu chuyện đấu tranh trên ngôn từ ngoại giao. Ở đây tôi xin phép không xa đà vào. Câu chuyện của bản tin hôm nay là nhân câu hỏi của người phóng viên nọ đã làm dây lên một cuộc bàn luận trên truyền thông Trung Quốc về việc trong năm đến 10 năm nữa có chiến tranh Mỹ-Trung hay không và nếu có thì ai sẽ thắng. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị và các bạn tham khảo một bài phân tích của Sina nêu ra năm lý do Hoa Kỳ tất yếu thất bại nếu chiến tranh ở Biển Đông với Trung Quốc. Nội dung năm lý do đó cụ thể như sau. Trước hết là chính nghĩa của chiến tranh. Chiến tranh nhất định phải phân ra chính nghĩa hoặc phi nghĩa. Trong chiến tranh đại quy mô, chỉ có dương cao ngọn cờ chính nghĩa mới có thể giành được thắng lợi. Trong thế giới đan xen lợi ích như ngày nay, chiến tranh phi nghĩa khó có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Để hiểu rõ thắng lợi của chiến tranh chúng ta hãy cùng làm một tính toán giản đơn. Trên các mặt của cái gọi là thắng lợi, chỉ là chiến thắng, đồng thời có lợi sau đó. Nếu chỉ thu được thắng lợi trên chiến trường mà không thu được lợi sau đó thì không thể gọi là thắng lợi. Bởi vì chiến tranh là sự nối tiếp của chính trị, mục đích chính trị không đạt được thì đánh cũng bằng không, thắng mà không lợi thì rút cục cũng là thất bại. Như vậy, nếu Mỹ phát động chiến tranh chống Trung Quốc ở Biển Đông thì sao? Không có nghi ngờ gì, chiến tranh nhất định là phi nghĩa bởi vì biển đông với mỹ không có một chút quan hệ gì trung quốc trước nay cũng không hề hạn chế hàng hải thông thường nước mỹ không có cớ gì để phát động chiến tranh một cuộc chiến tranh như vậy dân trong nước mỹ liệu có ủng hộ trên thế giới liệu có mấy nước có thể ủng hộ chưa kể trên chiến trường hoa kỳ chưa chắc đã thắng trung quốc giả dụ cho mỹ có thể thắng trên chiến trường thì cuộc chiến tranh như vậy tất nhiên cũng giống như mỹ phát động chiến tranh ở trung đông trên mặt chính trị vẫn là thất bại do đó chúng ta có thể nói chính xác Nước Mỹ nếu thật sự phát động chiến tranh như vậy, từ thời khắc phát động đã quyết định đó là một cuộc chiến tranh thất bại. Thứ hai là ý chí chiến tranh. Chiến tranh giữa hai nước, đặc biệt là giữa hai nước lớn, ý chí chiến tranh là điều rất quan trọng. Chính là ứng vào câu đường hẹp gặp nhau, người dũng cảm sẽ thắng. Ý chí chiến tranh của quốc gia đến từ đâu? Nhất định là đến từ nhân dân của quốc gia đó. Biển Đông cùng với các đảo trên Biển Đông là lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc. Do Trung Quốc còn chưa thống nhất được hai bờ, và cũng có tranh chấp lãnh thổ lãnh hải với nhiều nước xung quanh nên chiến tranh thắng bại không những quan hệ đến vấn đề biển đông mà còn quan hệ đến cả vấn đề thống nhất quốc gia càng quan hệ đến vấn đề phục hưng dân tộc trung hoa nói không phải là khoa trương trung quốc không có chỗ cho sự thất bại nếu có chiến tranh chắc chắn phải chiến thắng không có quyền lựa chọn kết quả nào khác thứ ba là năng lực chịu đựng chiến tranh cái gì là năng lực chịu đựng chính là sự sẵn sàng trả giá cho tổn thất chiến tranh các khoản này không chỉ là tổn phí kinh tế mà còn gồm cả chi phí chính trị giữa mỹ và trung quốc trên bình diện chịu đựng chiến tranh trung quốc có khả năng hơn mỹ điều này là vì trong một cuộc chiến tranh như vậy hoa kỳ mạnh mẽ hơn trung quốc thêm nữa nó đối với trung quốc là sinh tử tồn vong trung quốc không thể không chấp nhận mọi giá hay nói cách khác trung quốc không còn gì để mất không còn gì để mất tâm lý sẵn sàng chấp nhận tổn thất sẽ càng lớn ngược lại lấy thực lực của trung quốc cùng mỹ liều mạng hoa kỳ tuyệt không thể tìm ra chỗ nào có lợi trên chiến trường vì vậy nếu chiến tranh thực sự hoa kỳ thất bại không nghi ngờ gì thứ tư là trang bị chiến đấu khả năng động viên và hậu cần bổ sung cho chiến tranh chiến tranh hiện đại đánh bằng hệ thống trang bị quân sự đánh bằng năng lực động viên đánh bằng khả năng bổ sung hậu cần về trang bị quân sự trung quốc vẫn đứng sau hoa kỳ nhưng ở trang bị chiến lược và trang bị thông thường trung quốc đã nhanh chóng bắt kịp về chỉnh thể, hai nước vẫn còn có cách biệt lớn, nhưng nếu bộc phát chiến tranh cục bộ, đặc biệt là chiến trường ở xung quanh Trung Quốc thì Trung Quốc có thể tập trung trang bị, khiến khoảng cách về trang bị quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc không còn quá lớn. Về điểm này, mấy năm gần đây, Trung Quốc đã phát triển trang bị quân sự mạnh mẽ có thể trông thấy rõ. Tuy nhiên, giữa hai nước lớn bộc phát chiến tranh, trang bị quân sự tuy là một nhân tố, nhưng tuyệt không phải là nhân tố quyết định. Đặc biệt là trong bối cảnh khoảng cách về lĩnh vực khoa học kỹ thuật giữa mỹ và trung quốc càng ngày càng nhỏ chiến tranh kéo dài cuộc chiến nhất định đòi hỏi năng lực động viên và hậu cần bổ sung trên mặt năng lực động viên chiến tranh chính phủ trung quốc hiển nhiên mạnh mẽ hơn hoa kỳ chính phủ trung quốc có thể điều động tài nguyên vật tư nhiều hơn so với chính phủ mỹ hiệu suất cũng cao hơn điều này không cần phải nói chỉ cần nhìn các công trình quốc gia cũng có thể biết khắp nơi đều có đối với hậu cần bổ sung biển đông nằm ở gần trung quốc trung quốc ở biển đông có nhiều đảo dạng được ví như tàu sân bay không chìm từ chiến khu nam trung quốc có thể điều động tài nguyên vật lực đến biển đông với hiệu suất cao hơn mỹ nhiều hơn nữa trung quốc còn có thể dựa vào đại lục còn hoa kỳ thì sao chỉ có thể dựa vào các tàu sân bay thực tế đến lúc đó các nước đồng minh xung quanh có nước nào dám để mỹ sử dụng căn cứ quân sự một nhóm tàu sân bay lợi hại nhưng sao có thể so sánh với các tàu sân bay không thể đánh chìm của đại lục và số lượng lớn các trang bị quân sự trên đại lục. Giả dụ có nước nào cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự thì Trung Quốc có thể dễ dàng đánh phá. Như vậy, Hoa Kỳ có khả năng xây dựng lại được ngay không? Hoa Kỳ có khả năng lợi dụng các cơ sở dân dụng của các nước đồng minh hay không? Tóm lại, đều không có khả năng so sánh với các hoạt động Trung Quốc ở ngay trên chính lãnh thổ của nước mình. Thứ năm là rủi ro và mất mát của chiến tranh. Thực sự, nếu cuộc chiến tranh như vậy bộc phát, Trung Quốc bất kể phải trả giá như thế nào cũng tất nhiên sẽ chiến thắng. Thêm nữa, nếu chiến tranh nổ ra, rất có khả năng là cũng không hạn chế chỉ ở Biển Đông mà còn bao gồm cả việc giải quyết luôn vấn đề Đài Loan. Một mặt là Trung Quốc bất chấp giá cả để giành chiến thắng, mặt khác là Hoa Kỳ đánh một cuộc chiến không có chính nghĩa. Hai nước hiển nhiên ai lãng phí, ai không lãng phí có thể thấy rõ. Trên mặt rủi ro chiến tranh, Trung Quốc không có cách gì hơn là chuẩn bị lùi lại ba thập kỷ, nhưng Mỹ cũng chắc chắn mất đi quyền bá chủ toàn cầu, lùi lại không chỉ 30 năm. Trên mặt kinh tế, Trung Quốc tổn thất hơn, nhưng nếu chiến tranh kết thúc, Đài Loan quay về, Biển Đông nắm trong tay, thì trên mặt chính trị đã đạt được mục đích. Đối với các tổn thất kinh tế, Trung Quốc có gần 1,4 tỷ người, thị trường cực lớn và năng lực công nghiệp cực lớn, khả năng khôi phục kinh tế so với Mỹ nhanh hơn nhiều. Trong khi đó, Hoa Kỳ vì cuộc chiến này sẽ mất đi quyền bá chủ toàn cầu nó có nghĩa là lợi ích kinh tế chính trị của quyền bá chủ toàn cầu sẽ biến mất. Kinh tế Mỹ đã biến thành rỗng ruột, dựa vào cái gì để duy trì mức tiêu thụ và kinh tế ảo. Tóm lại, nếu khai chiến ở Biển Đông với Trung Quốc, Hoa Kỳ tổn thất và rủi ro lớn hơn Trung Quốc nhiều. Đánh một cuộc chiến như vậy với Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ chắc chắn thất bại. Đối với Trung Quốc, nếu có nước nào nhất định đem chiến tranh áp đặt, Trung Quốc tất dùng 60 năm thành quả phát triển để phản kích, khiến họ được nếm mùi các bạn thân mến trên đây là bài phân tích của mạng sina về năm lý do hoa kỳ sẽ thất bại nếu chiến tranh với trung quốc ở biển đông trong quan điểm của tác giả có hai điểm mấu chốt nhất một là nếu xảy ra chiến tranh thì trung quốc không có gì để mất còn mỹ thì có nhiều cái để mất cho nên ý chí chiến tranh của trung quốc mạnh hơn và cũng sẽ bất chấp mọi tổn thất để giành chiến thắng khi đã quyết tâm và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giành chiến thắng như vậy tác giả của trung quốc cho rằng chắc chắn họ sẽ chiến thắng tuy nhiên tôi cho rằng còn nhiều người trung quốc khác không nghĩ như tác giả này trung quốc không phải là không có gì để mất mà cũng có rất nhiều thứ phải suy nghĩ cân nhắc đánh nhau với mỹ hay với bất kỳ nước nào ở biển đông trung quốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế và chính trị hệ chiến tranh nổ ra thì trong thời gian chiến tranh đường vận tải thương mại và năng lượng của trung quốc qua biển đông sẽ bị chặt đứt thiếu năng lượng khiến sản xuất kinh doanh bị khó khăn làm ra hàng không bán được thì doanh nghiệp sẽ phá sản hàng loạt Trung Quốc có dự trữ ngoại hối và vàng rất lớn, nhưng những thứ ấy không thay thế được việc bị mất đường vận tải năng lượng và đường thương mại. Khủng hoảng kinh tế sẽ xuất hiện ngay khi đường vận tải thương mại và năng lượng bị phong tỏa. Khủng hoảng kinh tế và việc điều hành chiến tranh thu hút hết sự tập trung của chính phủ Trung Quốc. Lúc đó, các láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc tha hồ thừa nước đục thả câu. Các vùng vốn dĩ tiềm ẩn bất ổn của Trung Quốc như Tân Cương, Tây Tạng cũng có thể nổi lên thành vấn đề gay gắt. Đó là những vấn đề mà hiện nay đang rằng giữ không cho Trung Quốc làm tàng. Quy luật tự nhiên công bằng như vậy. Nếu một nước Trung Quốc 1,4 tỷ dân mà tất cả đoàn kết như một, không có chỗ nào phải lo nghĩ, thì họ đã thôn tính cả thế giới. Thêm nữa, binh pháp cổ Trung Quốc nói, binh vào tử địa quyết chiến. Hàn Tín từng bày trận đưa quân vào chỗ hiểm địa để quân sĩ hoặc chiến đấu hoặc phải chết, nhân đó mà giành thắng lợi. Có lẽ, dựa trên lý luận đó mà bài viết nói trên cho rằng, khi Trung Quốc không còn quan đường nào khác là phải thắng, thì họ sẽ thắng. Ở Việt Nam, chúng ta có câu tục ngữ, vua cũng thua thằng liều. ấy thế nhưng, đâu phải lúc nào cũng cứ liều là ăn nhiều. Huống chi, như một vài điều nêu trên, thì đâu phải một cuộc chiến ở Biển Đông đã dồn dân tộc Trung Hoa vào đường cùng mà buộc phải mở đường máu. Luận điểm mâu chốt thứ hai của bài viết là tác giả hình dung cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là cơ hội giúp họ giải quyết triệt để vấn đề Biển Đông và cả vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, nếu tình huống các nước xung quanh Biển Đông phòng giữ chắc và không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, thậm chí họ lợi dụng cuộc chiến Mỹ Trung để hành động. Như vậy thì dù là Mỹ thắng hay Trung thắng, vấn đề Biển Đông vẫn còn là rất phức tạp. Dĩ nhiên, nếu Trung Quốc đã có ý định nhân một cuộc chiến tranh ở Biển Đông với Mỹ để mạnh tay thu hồi Đài Loan và nuốt hết Biển Đông, thì họ sẽ phải ẩn nhẫn chờ thời xây dựng lực lượng mạnh hơn nữa để đủ sức làm như vậy. Bởi lẽ, thực lực hiện nay của Trung Quốc chưa đủ sức làm như thế với sức mạnh hiện nay của trung quốc bản thân tướng lĩnh nước họ cũng nói là dù có chớp nhoáng chiếm được các đảo ở trường sa cũng không thể giữ được trong khi trung quốc đang tiếp tục đẩy mạnh vũ trang để chuẩn bị cho ngày đủ sức chiếm hết biển đông thì dường như cũng đang có một xu hướng thứ hai trong giới hoạch định chiến lược của họ xu hướng đó đã thấp thoáng trong bài viết của tướng lưu á châu mà năm trước tôi đã trình bày với quý vị xu hướng ấy là sử dụng đại dương mà không kiểm soát đại dương hiện nay trung quốc đang có những trò như cho ngư dân đi đánh cá trộm, kéo dàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp, thậm chí cả vùng biển của nước khác, ban hành lệnh cấm đánh cá trong những nơi nhất định, bắt bớ và đâm va tàu đánh cá của ngư dân nước khác trong những vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Tất cả những trò này là nhằm mục đích để phục vụ cho yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Nó cũng tức là hành động để kiểm soát đại dương. Bài viết của Lưu Á Châu xuất hiện vài tháng sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, có thể nói nó phản ánh một sự thay đổi nào đó trong tư duy và quan niệm của giới chiến lược gia Trung Quốc tất nhiên dù có thay đổi như thế nào thì mục đích chiến lược của trung quốc vẫn là nhằm tranh quyền bá chủ thế giới họ cần biển đông vì đó là cái cửa ngõ cái ít hầu của họ do vậy chúng ta cũng không nên ảo tưởng vào một sự hồi tâm chuyển ý quay đầu là bờ của trung quốc có thể sự chuyển hướng này sẽ đưa tới những biện pháp và chiêu trò tuy thay đổi về vỏ ngoài nhưng mục đích vẫn không thay đổi sự cảnh giác luôn luôn không là thừa bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại